Âm thanh Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn đam mê âm nhạc trên khắp mọi miền tổ quốc. Vâng, vào thời điểm này là 6 giờ kém 15 phút buổi chiều ngày 5 tháng 11 năm 2018. Cửa hàng Âm thanh Hạnh được chào đón một đoàn khách đến từ thành phố Bắc Giang. Vâng, đoàn khách này thì hôm nọ một anh áo đen phía sau cũng đã sắm được những sản phẩm bên cửa hàng rồi. Vâng, hôm nay anh lại đưa tiếp anh em về với cửa hàng, đã lựa chọn cho mình được một cặp loa Puller 180A. Vâng, sản phẩm thì đã được các anh cùng với cửa hàng Âm thanh Hạnh thẩm âm một hồi rất lâu rồi. Vâng, và đến giờ chung kết những sản phẩm rời cửa hàng. Cửa hàng xin quay một clip ngắn thông báo cho quý vị và các bạn trên mọi miền tổ quốc những sản phẩm lần lượt rời khỏi cửa hàng trong các ngày. Một đoàn khách đến từ Bắc Giang gồm vâng, hôm nay gồm 6 bác về với cửa hàng Âm thanh Hạnh. Vâng, trong đoàn khách gồm 6 người đến với cửa hàng trong buổi chiều ngày hôm nay thì đã có 3 vị khách đã sắm được cửa hàng bên đã sắm được sản phẩm bên cửa hàng Âm thanh Đức Hạnh, và còn 3 bác nữa ngày mai lại về sắm tiếp nhé. Rồi, mai sẽ về. Vâng, cặp loa mới về cửa hàng Âm thanh Đức Hạnh được 3 hôm. Vâng, cặp loa này thì có giá trên 28 và dưới 30. Rất đẹp. Vâng, đây là một đoàn khách gồm cả chú này và các anh. Anh này rất muốn lên hình. Vâng, bên cửa hàng Âm thanh Đức Hạnh thì vẫn còn rất nhiều các sản phẩm đang chào đón những cuộc điện thoại của quý vị và các bạn trên mọi miền tổ quốc. Một clip ngắn thông báo cho quý vị và các bạn đang theo dõi kênh của Âm thanh Đức Hạnh được biết sản phẩm như cặp loa S180A đã có chủ về thành phố Bắc Giang vào ngày 5 tháng 11 năm 2018. Vâng, Âm thanh Đức Hạnh xin dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo.